everyone, my name is Lan. Nếu các bạn là người mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì video ngày hôm nay là video dành cho các bạn. Và trong đoạn video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chủ điểm ngữ pháp động từ to be khi đi với chủ từ là I và you. Còn nhớ một lần khi tôi có dịp đi qua Seoul, Hàn Quốc và khi đi trên một chiếc taxi thì bác tài xế nhìn tôi và một người em họ của tôi và hỏi chúng tôi là Are you from Indonesia? Are you from Indonesia? Và tôi trả lời là No, I'm not. Sau đó thì ông bác nó mới hỏi là Oh, where are you from? Thì tôi nói là Oh, I'm from Vietnam. Ok? Thì đây là một cái đoạn hội thoại mà các bạn có thể thấy là rất là thường xuyên xảy ra khi mà người nước ngoài đến với Việt Nam hoặc là khi các bạn đi ra nước ngoài á, người ta nhìn các bạn, người ta hay hỏi các bạn là đến từ đâu, đôi khi người ta đoán các bạn đến từ Trung Quốc, Thái Lan hay Indonesia for example. Ok, thì các bạn nhìn vào cái đoạn hội thoại sau đây. Câu thứ nhất, Are you from Indonesia? Các bạn có thể nói cho tôi biết được là chủ từ là ở đâu không? Yes, đúng rồi, chúng ta có chủ từ là you, viết tắt là subject, từ đại chữ S. Ok. Câu thứ hai, No, I'm not. Chủ từ đâu các bạn? Yes, I, chủ từ đúng không? Câu thứ ba, oh, where are you from? Yes, chủ từ là you. Và câu cuối cùng là I'm from Vietnam. So chúng ta có chủ từ là I. Very good. Có phải là tôi đã hướng dẫn với các bạn là trong tiếng Anh lúc nào một câu cũng có chủ từ và động từ không? Và bây giờ các bạn hãy cho tôi biết là động từ trong từng câu nhé. Ok. Are you from Indonesia? Động từ đâu các bạn? Yes, chúng ta có động từ đây. Tôi ghi là chữ verb, là chữ V, verb. Ok, động từ là you đi với are. Và I'm not, động từ đâu các bạn? Yes, là động từ to be. Am, viết tắt là am. Câu thứ ba, động từ to be đâu? Are. Và câu cuối cùng, am. Good. Thế trong tiếng Anh, động từ to be là một động từ phổ biến mà các bạn hay nói là be đó. Tuy nhiên, động từ to be là một trong những động từ bất quy tắc phổ biến nhất trong tiếng Anh. Bất quy tắc tức nghĩa là không có quy tắc, và chúng ta phải nhớ công thức, tức nghĩa là cái be á, nó ít ở cái dạng nguyên mẫu là be lắm, và khi nó đi với những chủ từ khác nhau á, thì nó sẽ biến dạng. Thì trong trường hợp này, be đi với you thì nó biến làm gì các bạn? Be và khi đi với you thì nó biến là are. Ok, nó là are. Còn be mà khi nó đi với I thì nó là I. Thì khi đi với I thì nó là am. Thì you are chúng ta được viết tắt là your. Viết tắt chúng ta đọc là your. Và I am viết tắt chúng ta được đọc là am. Hai cái này khẳng định hay phủ định các bạn? Yes, câu khẳng định. Câu khẳng định, tôi để dấu cộng ở đây. Ok. Thế thì câu khẳng định là như vậy, là câu phủ định là như thế nào? Câu phủ định tức là câu phủ định không phải đó. Thì ở đây chúng ta có cái từ là no, I'm not. Thì to be cộng thêm cái gì các bạn? Cũng là to be, ta cộng thêm not. Và tương tự, you are thì are cũng cộng thêm not. Thế thì chúng ta có dạng phủ định là you cộng với are not. Chúng ta viết tắt là you are not. Are not, chúng ta viết tắt được là you aren't. Ok. Còn đối với I thì đi với em, nhưng mà phủ định là chúng ta cộng thêm not, nên là I am not. Thì I am chúng ta viết tắt là I'm not. Ok, right. Chúng ta có, đây là trường hợp phủ định, tôi để dấu trừ. Thế thì đối với cái câu hỏi như thế nào các bạn? Đối với câu hỏi như thế nào? Câu hỏi khi trong câu sử dụng động từ to be á, thì chúng ta có hai dạng. Một là câu hỏi phải không? Tức nghĩa là bạn phải người Việt Nam không? Are you Vietnamese? Hoặc là câu hỏi bắt đầu từ một từ hỏi, tức nghĩa là bạn từ đâu đến, là where are you from. So đối với cái câu hỏi trong tiếng Anh khi chúng ta sử dụng động từ to be á, thì nếu đối với cái câu mà phải không yes no, thì chúng ta chỉ cần đem động từ to be ra phía trước chủ từ cuối câu, chúng ta lên giọng là được rồi. Tôi lấy ví dụ cái câu đầu tiên là các bạn có thấy là cái phải là động từ to be chúng ta đi trước không? Yes. Thế thì động từ to be chúng ta đi trước, trong trường hợp này động từ to be là I hoặc là am. Rồi, chúng ta cộng với chủ từ lúc này là you hoặc là I, đúng không? Rồi, chúng ta có phía sau là cụm trạng từ, ví dụ như đến từ Việt Nam, đến từ đâu đúng không?
chúng ta lên giọng và chúng ta đặt dấu hỏi. Ví dụ như là Are you from Indonesia? Ok, đối với cái câu hỏi đó và am I thì nó hơi hiếm tại vì nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Hôm nay tôi tự hỏi tôi là tôi có phải là Lan không? Am I Lan? Nó vẫn có thể sử dụng ha, nhưng mà trong tình huống hàng ngày thì các bạn thấy là cái cụm từ này thì nó không có bình thường trong những cái trường hợp chúng ta sử dụng là am I gì đó. Ok, chỉ dùng cho những người mất trí nhớ, không nhớ mình lại, mình hỏi là am I gì thôi. Rồi, đối với câu hỏi yes, no là như vậy, chúng ta đem cái động từ to be ra phía ngoài. Nhưng thế đó, đối với những cái câu hỏi như là where are you from thì chúng ta có công thức như thế nào? Nào, đối với những cái từ hỏi thì chúng ta có thể bắt nguồn từ WH, tức là what, where, when, why, da da da. Và sau đó chúng ta cộng với to be. To be trong trường hợp này là are hoặc là am. Sau đó chúng ta cộng với chủ từ, cộng cho những cái tiếp theo của câu chúng ta lên câu hỏi. Giống như là where are you from? Ok, thế thì các bạn đã biết được cái cách sử dụng động từ to be khi đi với chủ từ là I, khi đi với chủ từ là you, khi nó ở dạng khẳng định, phủ định và ở dạng chúng ta đặt câu hỏi chưa nhỉ? Các bạn học công thức là để làm gì? Các bạn học công thức để cho các bạn hiểu, để khi các bạn lỡ có sai á, thì các bạn biết tự điều chỉnh, tự sửa cho bản thân mình. Còn nếu như các bạn không biết công thức, các bạn chỉ học thuộc lòng thì đôi khi các bạn sai, các bạn không biết sửa tại vì các bạn không hiểu về cái kiến thức. Tuy nhiên chúng ta học cái này xong, chúng ta hiểu rồi, chúng ta bỏ qua một bên và chúng ta thực hành nói thì tự nhiên chúng ta sẽ nói đúng theo thời gian các bạn luyện tập. Ok, chúng ta không có nặng về cái công thức quá. Rồi bây giờ chúng ta cùng luyện tập đi các bạn. So, tôi có cái câu hỏi dành cho các bạn. Câu hỏi là where are you from? Câu này rất là phổ biến đúng không? Ở Việt Nam thì đôi khi cái câu where are you from này nó người Việt với nhau ít hỏi, tại vì chỉ là trong câu lạc bộ với nhau, trong câu lạc bộ tiếng Anh thì hay hỏi thì để biết là người Việt chúng ta đến từ nơi nào thôi. Còn cái câu where are you from thật sự là khi các bạn vào trong môi trường quốc tế, các bạn không biết người ra từ nước nào thì các bạn sử dụng là where are you from. Bây giờ tôi lấy bối cảnh là một người Việt Nam với một người nước ngoài và hai người có một cái cuộc nói chuyện tại quốc gia Úc chẳng hạn. Ok, thế thì một anh chàng nào đó lại hỏi tôi là hey, where you from? And then tôi nói là oh, I'm from Việt Nam. Và rõ ràng này, và rõ ràng anh chàng này cũng biết Việt Nam nữa. Thì anh chàng mới ngạc nhiên, oh, thiệt sao tại Việt Nam thì nó khá xa đúng không? Anh chàng mới nói, oh, really? Cái từ really là thể hiện cái sự ngạc nhiên và gọi là tò mò, thấy cái điều đó là thú vị. Oh, really? Thiệt hả? Thì khi mà các bạn thấy là đối với cái quốc gia Việt Nam của mình á, thì trên thế giới người ta chỉ biết đến với những cái thành phố lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh thôi. Nên thành ra nếu mà tôi nói Cần Thơ thì nhiều người không biết lắm. Nên thành ra là ví dụ như anh ta nói oh really? Thì anh ta hỏi oh đến từ Việt Nam hả? Có phải đến từ Hồ Chí Minh không? Are you from Hồ Chí Minh City? Thì tôi mới nói là oh không phải. No, I'm not. Tôi đến từ Cần Thơ. Thì chắc anh không biết rồi đúng không? Chắc là người đó không biết rồi, nhưng mà trong trường hợp này thì tôi chỉ muốn các bạn nói cách đơn giản như thế thôi. Ok, thì đây là một cái cuộc nói chuyện có thể gọi là điển hình khi các bạn ở nước ngoài. Ok, everybody listen and repeat after me. Where are you from? I'm from Vietnam. Oh, really? Are you from Ho Chi Minh City? No, I'm not. I'm from Cần Thơ. Rồi bây giờ các bạn đóng vai là A và tôi đóng vai B nhé. I'm from Vietnam. No, I'm not. I'm from Cần Thơ. Bây giờ tôi đóng vai A, các bạn đóng vai B nha. Tôi hỏi nha. Where are you from? Oh, really? Are you from Ho Chi Minh City? Very good everyone. So that's it for today everyone. Và hôm nay thì tôi hy vọng là các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái động từ to be khi đi với chủ từ là
I và you trong ba dạng là khẳng định, phủ định và cách đặt câu hỏi. Và hy vọng video ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc là học khóa tiếng Anh giao tiếp căn bản dành cho người mới bắt đầu tại misslangenglish.com. So if you liked my video, make sure that you give it a big thumbs up, share my videos, subscribe to my YouTube channel, and I will be making more videos for you guys in the future. Okay, thank you so much for watching, and I will see you guys soon. Bye!